Xin chào các bạn. Hôm nay tôi giới thiệu các bạn của mô hình quạt treo. Và hôm qua thì tôi cũng đã giới thiệu các bạn mô hình mà tôi đã chụp. Và hôm nay tôi xin giới thiệu các bạn cái hoạt động của chiếc quạt này nó như thế nào. Và cấu tạo thì cũng gần giống như quạt thật, nhưng mỗi tội là không có tốt lăng. Và cái mô tốt lăng này thì nó cũng hơi phức tạp nên tôi cũng đang nghiên cứu. Và đây là cái núm vặn tốc độ, nói là như thế nhưng thực chất đây chỉ là một cái công tắc mà thôi. Và tôi sẽ mở cho các bạn. Đấy, và quạt chạy. Và quạt cũng có thể xoay sang bên trái và bên phải được. Đấy. Nhưng mà tôi đang ngồi ở dưới bàn học nên là tôi sẽ xoay ở đây. Rồi. Và còn chức năng nữa là ngửa lên ngửa xuống. Hôm qua thì tôi cũng đã bắt nghĩ như thế nào lại bắt được cái vít của cái cạnh bên đây, cạnh ốc vít đây. Và tôi ngửa lên ngửa xuống cho các bạn. Đấy. Ngửa lên cục xuống được. Và nó cố định luôn một chỗ không bị lỏng. À, bật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.